Xin chào anh chị em. Nhân dịp sửa có một chiếc Aston Martin DB9 bị hỏng, là có một cái đạo cụ tốt. Tôi quyết định làm một cái video để phục vụ anh chị em. Đây là một chiếc Aston DB9 rất là đắt tiền, và như mọi người có thể là đang phân vân và không hiểu cái này nó hỏng gì mới ghê gớm vậy. Từ nội thất các thứ phải tháo hết này, bô biếc, rồi là hệ thống treo, rồi là hệ thống truyền lực, tất cả tháo lách tanh bảnh hết, thì mọi người sẽ nghĩ là con này chắc là nặng bệnh na đi chăng. Thực ra cái việc này nó đơn giản, nên anh chị em nghĩ nhiều. Con này là bị chết bơm xăng, và cái con này là chết bơm xăng vì một lý do không thể là ngớ ngẩn hơn, đó là bởi vì khi mà xe hết xăng, khi mà báo hết xăng rồi, nhưng mà ông lái xe này ông cứ tiếp tục chạy, và đến khi mà nó hết sạch xăng là bơm xăng theo cụ luôn. Đây là hai cái bơm xăng. Xe này nó là V12, nó sẽ sử dụng hai bơm xăng. Thì một chiếc bơm này có giá bên kia chưa thuế là khoảng 1.000 đô rồi, một cặp này là 2.000 đô, tức là 50 triệu. Thế một công xá để làm một cái vụ này tháo hết nhé, nội thất viên các thứ lúc tay mạnh hết, để chuyển lực kia tháo hết ra thì tôi tính ra nó tầm khoảng 20 triệu, thì ở đâu đó là 70 triệu rồi. 70 triệu mất bay ngay một cây vàng rồi. Thế thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải làm một cái video này để nhắc nhở anh chị em, nếu như xe nó báo đèn vàng ấy, thì đừng đi cố, hoặc là báo đèn vàng đi đổ xăng ngay. Khi nó đã báo đèn vàng và nó xe nó chết máy vì hết xăng ấy, thì đừng cố đi nữa, bởi vì sao, lúc đó là cái bơm nó sẽ quá nhiệt và nó sẽ chết ngay, đi theo cụ ngay. Vấn đề là anh chị đi xe phổ thông thì có thể là cái bơm xăng nó sẽ không mất đến cả một cây vàng như thế này, nhưng đâu đó tôi nghĩ mất nửa chỉ là bình thường. Ví dụ chẳng hạn bên một cái bơm xăng của xe phổ thông nhất, rẻ tiền nhất như kiểu Kia Morning chẳng hạn, thì giá chợ nó cũng chỉ tầm 2,5 triệu rồi, cộng với công xá vào nữa thì chắc chắn là mất nửa chỉ. Đây là chương trình Em Yêu Khoa Học, và đây là nguyên bộ hai chiếc bơm của chiếc Aston Martin DB9. Thế thì về cơ bản thì tất cả các cái bơm xăng của cái xe đời mới thì nó đều có thiết kế giống nhau thôi. Ví dụ chẳng hạn như ở đây là mọi người thấy rằng thực ra cái bơm nó nằm bên trong, nó là cái phần này ở bên trong cơ. Còn đây là cái phần nó như kiểu là cái rốn của cái thùng xăng ấy, nó là cái điểm cuối thấp nhất cuối cùng của bình xăng. Mục đích là thiết kế cái này để cho mà xăng luôn luôn nó bao ở bên xung quanh cái motor này, để nó vừa làm mát vừa làm bôi trơn cái motor. Đây, mọi người nhìn đây là một cái hộp, nó giống như một cái bát để đựng xăng, và nó là những giọt xăng cuối cùng. Và nếu như các anh chị mà cứ cố sau khi báo đèn vàng rồi anh chị chạy cho nó băng hết, tức là sao, lúc đấy không phải trong bình hết nữa, mà xăng, những giọt xăng cuối cùng nó sẽ nằm ở trong này mà nó sẽ hết. Khi mà nó hết thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Chuyện đầu tiên là như này, những cái cặn những các thứ nó có thể nằm bên dưới này, cái áp lực cao thì nó có thể hút vào, nó gây cả cái cánh bơm bên trong này. Và cái hai nữa là khi nó chạy không tải thì nó sẽ hút thêm cái không khí vào trong hệ thống nhiên liệu, và lúc đó là sao, máy nó sẽ bị nổ, bị sai, nó do bị e xăng ấy. Thì từ cái việc nổ bị sai thì nó dẫn cái hệ lụy là sao, xe nó sẽ bị nổ lốp bốp ở ngoài hệ thống xả ấy, bởi vì nó nổ trong trường hợp đấy nó có thiếu xăng, thì nó sẽ gây cái chuyện gọi là hỏng hệ thống trung hòa khí thải. Anh chị em chỉ cần lưu ý này, khi mà cái bơm nó chạy không tải nó sẽ bị quá nhiệt, nó bị nóng ngay, nóng bởi vì sao, là lúc đó là cái bôi trường để làm mát và bôi trơn cho cái motor là nó không còn nữa. Thì ngay lập tức là cái vòng tua nó chạy không tải, mà nó chỉ bình thường nó hút xăng vào thì nó có tải thì nó chạy chậm, nhưng khi nó hút không khí vào nó sẽ tăng vọt lên đấy, và nó sẽ rất nhanh, nó dẫn đến chuyện là quá nhiều động cơ, và quá nhiều động cơ thì nó ra đi rất là nhanh. Và mọi người cũng lưu ý là một cái bơm này nó sẽ chạy liên tục, một khi mà các bạn anh chị em mà bật máy lên ấy, thì là cái bơm nó chạy liên tục. Và cái việc để mà giảm áp, tức là ở đây trong hệ thống bơm nó sẽ có một cái van gọi là van điều áp. Khi mà cái áp nó cao quá thì nó sẽ mở để sao cái xăng ấy nó sẽ quay trở lại cái bầu này. Và trên cái bầu này có một chi tiết nhỏ đây, ví dụ trong ở trong này mọi người có thể nhìn thấy là một cái van một chiều, tức là xăng nó chỉ có, đây là đường dầu hồi, đường xăng nó hồi về đây và nó chỉ có thể nằm ở trong này thôi, nó không ra ngoài nữa. Còn xăng bình thường khi mà hút thì nó sẽ đi qua cái đường nhỏ này vào. Có lẽ là mình cắt thử ra một cái ra xem bên trong nó ra làm sao.
cũng không có gì phức tạp như kiểu là vật lý lượng tử cả. Chổi than đây, chổi gọn. Chỉ có điều khác biệt là cái này nó sẽ ngâm, luôn ngâm ở trong xăng. Đây, phần motor, đây, phần bơm, cánh bơm thì nó ở bên dưới này. Cổ góc. Đấy, như con này là nó quá nhiệt, nó sẽ nóng, nó bị kẹt luôn ở trong này, không xoay được. Thì cơ bản là nó bị kẹt cánh, bị hỏng đây. Bên dưới sẽ là phần cánh quả. Bên dưới phần trên là phần motor, phần dưới sẽ là cái phần cánh quả. Nó đơn giản đấy mà. Về cơ bản thì nó cũng giống như cái bơm nước nhà mình hay chị em ạ, nó không có gì phức tạp cả, nó không có gì như kiểu là công nghệ hàng không hay là vật lý lượng tử ở đây đâu. Đấy. Giống hệt cái bơm nước thôi, cánh quạt này. Vấn đề là cái này nó rất là khít, đến khi mà nó ra nhiệt, nó tăng nhiệt độ cao cái nó sẽ kẹt cứng ở đây đó. Như con này quay rất khó khăn. Bây giờ nó quay được này. Thế thôi, đơn giản. Nhưng mà không cẩn thận phát là tiền lại đi theo các cụ ngay. Okay. Tuy nhiên anh chị em cũng không phải quá lo lắng đâu. Bởi vì một khi mà đèn đã báo vàng rồi thì anh chị em vẫn có thể đi đâu đó khoảng 3-40 cây nữa, tùy theo cái điều kiện đường xá giao thông. Bởi vì nhà sản xuất người ta luôn tính là ở trong bình, khi báo đèn vàng ở trong bình vẫn còn khoảng 5-7 lít nữa cơ. Đâm ra là cũng không có gì là quá phải lo lắng cả. Chỉ có điều là sao? Đừng bao giờ mà chạy cho đến khi hết sạch xăng, sạch kiên bình và chết máy. Lúc đó là sao? Là tiền nó sẽ đi theo các cụ đấy. Chương trình IB Khoa Học xin kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại các anh chị ở các video sau.